Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp gió mùa đông bắc nên lượng mưa đo được tại huyện Hòa Vang từ 19 giờ ngày 9 tháng 10 đến sáng ngày 10 tháng 10 là 195 mm, có nơi lên đến 247 mm. Tình hình mưa lớn trong thời gian ngắn đã khiến 4 trên 11 xã của địa phương này bị ngập úng. Mọi năm là nó vẫn ngập, tuy nhiên là nó sẽ ngập trong cái thời gian là khi mà mưa kéo dài thì mới ngập. Còn hiện nay thì chỉ có qua một đêm là sáng hôm sau khoảng hồi 4 giờ 30 phút thì nước đã vào sân trường rồi. Và cái tình hình là nước lên rất là nhanh. Theo ghi nhận, đến sáng hôm nay đã có 3 thôn của xã Hòa Bắc bị chia cắt và nhiều khu vực tuyến đường bị ngập cục bộ. Tình hình mực nước tại các hồ chứa và các sông đi qua trên địa bàn huyện Hòa Vang đang có dấu hiệu dâng cao do mưa lớn tiếp tục diễn ra. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ đêm hôm qua đến sáng nay, thì ngày hôm nay ở thành phố Đà Nẵng đã phải tạm ngừng cho học sinh đến trường để đảm bảo an toàn cho các em. Và riêng tại điểm trường này thì các lực lượng chức năng đã phải ngăn các phương tiện giao thông đi ngang qua trường để đảm bảo an toàn, bởi vì nước đang dâng lên rất cao ở quanh khu vực của sân trường này. Tính đến sáng nay, có đến 19 trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang phải cho học sinh nghỉ học để ứng phó với mưa lụt. Mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra và dự báo tình hình ngập lụt sẽ còn diễn ra trên diện rộng.